Em Tuyến xin kính chào toàn thể các bác. Hôm nay em Tuyến lại tiếp tục gửi đến cho các bác một video giới thiệu cho các bác rất nhiều sản phẩm để cho các bác lựa chọn. Thì đầu tiên thì em Tuyến giới thiệu cho các bác đến một mạch xúc. Đấy, mạch xúc của JBN. Đấy, made in USA đấy, nhưng mà em nghĩ là nó sẽ sản xuất tại nước thứ hai. Đấy. Hàng mạch xúc này công suất là 250W, thoải mái cho các bác đánh đứng đôi những loa bass tầm 2530 vô tư thoải mái các bác nhá. 250W bán đánh rất là hay. Thì cái này em bán về cho để cho các bác độ chế. Đấy, để cho các bác độ chế mạch của nó đây. Đấy. Mạch của nó đây. Đấy, các bác về tự độ chế. Vẫn là sống bình thường các bác nhá, vẫn là sống bình thường. Em thanh lý cho các bác với mức giá là 400.000 đồng nhá. Em để cho các bác với mức giá là 400.000 đồng cho mạch xúc này để cho các bác về các bác độ chế nhá. Đấy, với mức giá chỉ có 400.000 đồng. Đấy, các bác nào yêu mến xúc thì các bác về độ chế con này. Đó. Và tiếp đến em Tuyến giới thiệu cho các bác đến một con đầu đĩa than cực VIP của đua các bác nhé. Dòng đua là nổi tiếng của Đức, mà con này là xuất cho thị trường Mỹ, một trong những thị trường cực kỳ khó tính. Đấy, con này nó khá là nặng luôn nhé, hàng VIP luôn. Con này là phải nói là hàng cực VIP. Đấy. Hàng cực VIP nhá, Mega đây còn cực kỳ là đẹp luôn các bác nhé. Các bác về các bác lấy cana, các bác nâu nữa thì nó là đẹp mỹ mãn luôn. Mega nó làm khá dày luôn. Đấy, con này cực kỳ VIP luôn. Đấy, nó làm khá là đẹp luôn. Dòng đua của Đức này, từ mâm than này. Và con này rất là dễ sử dụng, sit start sit stop này. Đấy, chế độ nhanh chậm này. Đấy, và ở đây thì nó có một cái điều chỉnh về độ ấy của nó có cả thấu kính ở trong này, rất là đẹp luôn. Dòng đua 701. Đấy, các bác cứ tra lên con 701 là khá là đắt đỏ luôn. Đấy, cực kỳ là đắt đỏ và rất là hiếm. Đấy, dòng đua Gemini. Đấy, các bác nhìn nhá, đua 701 này. Đấy, T550 sản xuất tại Đức, và điện của nó 110 đến 125V, nó là điện cho thị trường Mỹ các bác nhá. Đấy, con này những làm vỏ gỗ bên trong rất là đẹp. Và con này phải nói là cực kỳ là đẹp luôn. Và hàng bãi thì tình trạng là về thì bao giờ nó cũng bị tháo mất kim. Đấy, các bác có thể mua kim ngoài để các bác chơi. Kim ngoài chắc là những dòng đua này thì nó bán tầm triệu, hơn triệu một chiếc kim. Đấy, một bộ kim này thường thường là kim thì một thời gian thì các bác cũng phải thay. Nên là kim này nó bán sẵn rất là nhiều. Nên là các bác cứ yên tâm, các bác đặt trên Shopee cũng có rất là nhiều để cho các bác mua các bác nhé. Đấy, nó làm cực kỳ chắc chắn luôn. Đấy, rất là chắc chắn luôn. Và với con đầu đĩa than đua 701 hàng xuất Mỹ, điện 110 đến 125V, em Tuyến để cho các bác với mức giá là 1 triệu đồng nha. Em thanh lý cho các bác với mức giá là 1 triệu đồng cho con đầu đĩa than này, cực kỳ đẹp, một hàng VIP luôn nhé. Các bác về trưng bày cũng đẹp, mà các bác về các bác chơi cũng đẹp, bởi vì motor này nó là chạy motor đồng trục của nó, rất là VIP luôn. Hàng này hàng VIP nhá, rất to nặng luôn. Với mức giá đây để cho các bác 1 triệu đồng. Và tiếp đến em Tuyến giới thiệu cho các bác đến một con rề của Anh Quốc. Đó là dòng rề NAD, con này có model là 1000. Đấy. Chỉnh bát chéc này. Đấy, chỉnh bát chéc này, các chế độ này. Rất là nhiều các chế độ dòng rề của Anh Quốc nhá. Cực kỳ hiếm có luôn. Đây các bác nhìn mạch biết là nó làm cực kỳ chất lượng luôn này. Đấy. Mạch của nó làm chấp hết luôn. Hàng rề của Anh Quốc. Đó, toàn bộ là đẹp xuất sắc luôn. Đấy, toàn bộ cực kỳ là đẹp nữa. Hàng bãi về đẹp keng luôn. Một trong những con rề của Anh Quốc này. Đấy, tại London Anh Quốc này. Đấy, made in England này. Đấy, sản xuất tại Anh Quốc luôn, rất là đẹp luôn. Đó. Cực kỳ là đẹp. Và với con rề NAD của Anh Quốc, em Tuyến để cho các bác với mức giá là 4 triệu 200 nghìn đồng nhé. 4 triệu 200 nghìn đồng luôn, để cho các bác chơi. Đó, 4 triệu 200 nghìn đồng. Đó, rất là đẹp. Và tiếp theo em Tuyến giới thiệu cho các bác đến một bộ âm ly của Sony. Dòng là âm ly Sony model là TA313 và cả tuner luôn các bác nhé. Đấy, cả tuner. Con này về với tình trạng là đẹp mỹ mãn luôn. Đấy, rất là đẹp. Hai đồng hồ gu cực kỳ chất. Một phong cách cổ điển của Sony đây. Đấy, một phong cách cổ điển của Sony. Đấy, toàn bộ tuner và
Omni. Đấy. Rất là đẹp luôn. Chỉnh bát chéc này. Nau nớt đầy đủ này. Các bác nghe hay trưng bày đẹp. Dòng này thì các bác chơi những dòng loa Buxel, loa toàn giải, loa đồng trục đều rất là ok các bác nhé. Và con này cho công suất là 50W. Đấy, nếu mà các bác yên tâm đánh mọi loại loa luôn. Đấy, cổng loa đây, tín hiệu vào đây. Đấy. Tuner thì nó có sẵn dắt để cho các bác cắm luôn lên trên rồi. Đấy, rất là đẹp, tình trạng hàng bãi rất là đẹp. Và hôm nay em Tuyến để cho các bác một combo như này với mức giá là 1.700.000 đồng nhá. 1.700.000 đồng. Cái tuner này thì về tình trạng nó bị mất một cái núm này, hầu như không sử dụng đến nhá. Núm này là không sử dụng đến. Đấy. Vẫn ấn được bình thường. Đấy, nhưng mà không ảnh hưởng gì, các bác về các bác tự chế. Với mức giá là em bán cả tuner và Omni với mức giá chỉ có 1.700.000 đồng nhá. Đấy, chơi mọi dòng loa vô tư thoải mái, bát 2530 vô tư thoải mái luôn các bác nhá. Đánh rất là hay luôn, nghe rất là đã. Đấy. Mà các bác nghe hay trưng bày đẹp, tuner chạy hoàn hảo luôn các bác nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Cả tuner và âm đi mấy mức giá 1.700.000 đồng. Và tiếp đến em Tuyến giới thiệu cho các bác đến một con nọc siêu đẹp của Chio nhé. Dòng này là GE9X. Đấy, rất là đẹp luôn này. Các bác nhìn điện đầu cần này. Và mỗi một vế của nó sở hữu cho mình là 10 cần chỉnh cơ nhé. Đấy, một trong những con nọc cực kỳ hay của Chio. Mà con này phải nói là chất âm cực kỳ hay luôn. Đấy, chất âm cực kỳ hay, rất nịnh tai luôn. Đấy, giải rất là rộng luôn. Đấy, một trong những giải cực kỳ rộng luôn nhé. Rộng nhất trên thị trường luôn. Đấy. Mặt phanh hùng trắng rất là đẹp, size to, size 43. Cực kỳ là đẹp. Đấy. Trông như mới tinh luôn nhé. Các bác nhìn nhé, vỉ con này thì nó làm vỉ đứng. Đấy, con vỉ đứng. Đấy, nên nó làm rất là gọn. Riêng con này thì chất âm cực kỳ là chất rồi. Các bác tra trên thị trường các bác biết. Vừa đẹp vừa chất mà nghe hay, bày đẹp. Đó. Và với con âm nọc quả Chio GE9X hôm nay em Tiến để cho các bác với mức giá là 3.500.000 đồng. Đấy, đẹp keng luôn này các bác nhìn nha. Đẹp keng luôn. Đấy. Đẹp keng luôn, sản xuất tại Made in Japan. Với mức giá chỉ có 3.500.000 đồng nhé. Một con nọc cực kỳ chất, đáp ứng mọi tay nghe. Và các bác muốn giải bát, giải trầm, giải chét đều rất là ok. Bởi vì con này nó cho rất chất âm, rất là nịnh tai. Những âm ni nào khô khan thì các bác thêm nọc này vào cho em. Đấy. Để chơi, các bác chơi nhé. Đó. Với mức giá là chỉ có 3.500.000 đồng. Và tiếp theo em Tiến giới thiệu cho các bác đến một con giải mã đầu đáp. Giải mã chuyên nghiệp luôn này. Đấy, giải mã DA này. DA. Đấy. DA là nó là giải mã nhé. Con này giải mã chuyên nghiệp luôn nhé các bác nhé. Đấy. Mà và có đầu đát này, rất là chất lượng luôn. Ở đây thì các bác băng đát thì các bác nên Shopee các bác mua. Đấy. Rất là nhiều luôn. Để cho các bác thâu và các bác chơi. Và con này giải mã không phải mồi miếc gì các bác nhé. Máy thì nó là hàng đỉnh cao rồi. Gấu, quá gấu rồi. Đó. Máy của nó cực kỳ gấu luôn. Đẹp mỹ mãn luôn. Đấy, toàn bộ đẹp xuất sắc mà có cả nháy tia nhé. Ở đây là có cả phân hoa, các bác làm rề thì nó có cả phân hoa luôn các bác nhé. Đấy. Đẹp mỹ mãn luôn. Con này thì đẹp mỹ mãn luôn. Máy thì nó đã đỉnh cao rồi. Đấy. Ở đây là ngõ tín hiệu vào này. Đấy, ngõ tín hiệu vào. Và ngõ tín hiệu quả cắm điện thoại này. Đây là súng âm ni này, toàn bộ dát mạ vàng đẹp xuất sắc luôn. Đấy, một con đầu đáp quả Pioneer. Con này phải nói là chất âm thì mỹ mãn. Đấy, đầu từ nó như kiểu đầu từ quả băng video ngày xưa này. Đấy, đầu từ như băng video ngày xưa. Con này rất là hiện đại mà chất âm thì miết bàn rồi. Đấy, sản xuất tại Made in Japan. Đẹp mỹ mãn luôn. Con này thì không còn điểm gì để mà chê luôn. Đấy. Và với con đầu DAC-D05, hôm nay em Tiến để cho các bác với mức giá là 3.800.000 đồng nhé. Giải mã chuẩn chỉ 24 bit để cho các bác chơi nhạc số trên nhạc TV, nhạc mạng nhé. Đấy. Với mức giá chỉ 3.800.000 đồng. Đẹp mỹ mãn luôn. Đó. Đẹp mỹ mãn, không một điểm trừ nào. Và tiếp đến em Tiến giới thiệu cho các bác đến một con rề quả Pioneer dòng SC18035 mã. Hàng bãi về đẹp cáu cạnh luôn, không một tí vết nào luôn này các bác nhìn nhé. Đẹp không một điểm trừ, đẹp cáu cạnh luôn.
Đó. Và một trong những con rề mà có pioner mà có cả nau nớt này cực kỳ hiếm có luôn. Đấy. Các bác chơi mọi dòng loa cho à, mọi dòng pau cho em nhé. Đấy, mọi dòng pau cho em. Con này phải nói là rất là hiện đại mà cho chất âm rất là hay. Kể cả các bác chơi phono này. Đấy, các cổng phono của nó rất là chất. Đấy, hàng bãi đẹp keng rồi. Đẹp mỹ mãn luôn, từ đít đáy không có rung rỉ bất kể một chỗ nào, đẹp như mới tinh luôn các bác nhé. Đấy. Dòng 1825A. Đấy, đây là đường ra, còn đây là các ngõ tín hiệu vào, phono, tắp B1, tắp B2, tuner AUX, rất là nhiều các chế độ nhé. Đấy, mà con này phải nói là đẹp mỹ mãn. Và với con rề của Pioneer SC 1800 mắc đôi, hôm nay em Tiến để cho các bác với mức giá chỉ có 5 triệu đồng nhé. Chỉ có 5 triệu đồng cho con rề của Pioneer 1800 mắc đôi. Size của nó là size 48 chuẩn các bác nhé, size 48. Đấy, toàn bộ là đẹp mỹ mãn luôn, không một tí vết nào luôn, như mới tinh luôn. Đấy, một con rề này phải nói là riêng nói về rề của Pioneer thì nó đánh quá định tai rồi. Bát chét chỉnh rất là rộng. Đấy, mà nó rất là hay, bởi vì đồ Pioneer rất là dễ nghe, dễ chơi. Mà các bác yên tâm là các bác muốn hay hay không là do con rề này quyết định nhé, chứ không phải do pau. Đó, với mức giá là 5 triệu đồng. Và tiếp đến em Tuyến giới thiệu cho các bác đến một con âm ly dòng hết số của Technic, một trong những đối thủ nặng ký nhất của Noa Nga các bác nhé. Đấy, dòng đó là dòng SUV10X. Đấy, V10X tình trạng là đẹp mỹ mãn, không một tí vết nào luôn các bác nhé. Đẹp mỹ mãn luôn. Đấy, đẹp không điểm trừ luôn. Đó. Con này thì phải nói là nó rất là khủng, bởi vì nó sử dụng toàn bộ sò đại của Toshiba xanh đen nhé. Nó toàn bộ. Ở đây là nó sở hữu cho mình là 8 con. Đấy, 8 con đây các bác nhìn nhé. Đấy, 4 con xanh, 4 con đen. Hàng bao zin và mới keng luôn. Đấy, toàn bộ là mới keng luôn, không một tí vết nào luôn. Đấy, mới keng luôn. Ở đây thì những cái sắt của nó còn nguyên đầu bịt đây này. Đấy, tất cả những đầu bịt của nó còn nguyên đây. Đấy, rất là nhiều đầu bịt đây, các ngõ tín hiệu vào này. Đó. Có cả cổng rề pau nhé các bác nhé. Đây, con này nó có cả cổng rề pau để đường in vào này. Đấy, out ra này. Đấy, cả rề pau luôn các bác nhé. Để cho các bác chơi nọc qua đây thì lại càng hay nữa. Và con này cho công suất là 230W các bác nhé. Đánh hai cầu loa A và B, trở kháng đánh từ 4 cho đến 16 ohm. Đấy, 4 cho đến 16 ohm, một con hết số luôn. Và con này phải nói là cho chất âm rất là mượt và hay. Đấy, hàng khủng luôn của Technic. Đấy, một trong những hết số luôn. V10X. Đấy, V10X một trong những hết số luôn. Đấy, hai cầu loa A và B này. Đấy, hai cầu loa A và B nau nớt đầy đủ. Đấy, có cả new cười nát A luôn các bác nhá. Đấy, nó đánh rất là chất và con này không còn gì để mà chê. Đấy, vừa đánh được mọi dòng loa Nhật này, đặc biệt là loa Nga nó là số 1 rồi. Đấy, loa Nga nó là số 1 này. Đẹp mỹ mãn luôn. Giải tần này. Đấy, giải tần bát và chép này, chỉnh bát chép này. Đấy. Và với con V10X hôm nay em Tuyến để cho các bác với mức giá là chỉ có 5 triệu đồng nha. Em bán cho các bác với mức giá là 5 triệu đồng. Đấy. Thị trường bán 6 triệu, hơn 6 triệu, nhưng mà em Tiến để cho các bác với mức giá là 5 triệu đồng. Con V10X này. Đẹp mỹ mãn luôn. Đấy. Những con này chơi thì chấm hết luôn. Đánh mọi dòng loa đều căng tiếng mà bán đánh rất là hay luôn. Đây là nó đánh loa Nga này tuyệt vời. Có cả new Cernat A luôn. Đấy. Có chế độ new Cernat A tự động nên đánh rất là khỏe và hay. Và chất âm thì miễn bàn rồi, con này phải nói là cực đỉnh, đỉnh của đỉnh rồi. Đấy, bộ tụ của nó này, bốn quả tụ Technic này. Đấy, bốn quả tụ Technic. Đẹp mỹ mãn luôn. Và tiếp theo em Tiến giới thiệu cho các bác đến một con âm ly đèn cực kỳ hiếm. Quả Tenno quả Canada các bác nhé. Dòng này là Tenno quả Canada. Ở đây thì nó làm cuôi của nó là đều bằng gỗ nhé. Bằng gỗ rất là đẹp và mặt của nó làm này. Mặt vàng gôn. Đấy. Đĩa của nó là mặt vàng gôn. Và con này nó chạy bóng 6C33-B. Đấy, 6C33-B nhé. Một trong những con âm ly đèn cực kỳ hiếm có của Canada. Mà dòng thương hiệu của Tenno này cực kỳ nổi tiếng. Và nó chuyên sản xuất đồ âm ly đắt đỏ nhé, trên thị trường nhé. Các bác cứ vào Tenno thì các bác biết. Đấy, Tenno của Canada này. Con này nên là đây, em đang đánh nó này. Ở đây nó có một cái đồng hồ báo dòng. Đấy, các ngõ tín hiệu vào này. Đấy, công tắc nguồn và volume này. Em đang đánh này.
lý do bản quyền nên em chỉ test cho các bác là nhạc không lời. Nhưng con này đánh thì em đảm bảo không có điểm chơi nào luôn. Và đã muốn nghe em nó thì hầu như không muốn nghe em nào nữa, bởi vì chất âm của nó quá ngọt mà quá hay luôn. Bác đánh kinh khủng luôn. Đấy, nó tỉa thì chấm hết luôn. Dòng tenor này phải nói là chất âm nó quá đỉnh cao luôn. Đấy, em đang đánh trực tiếp bằng điện thoại nhá. Đấy, phát qua mỗi cục Bluetooth thôi. Đánh trực tiếp bằng điện thoại nên mà chất âm của nó đã là đỉnh đám như này. Đừng nói là các bác chơi CD. Đấy, mà riêng dòng này nên đánh mọi dòng loa luôn. Đấy, dòng tenor audio của Canada. Và con này công suất của nó là 20W một kênh các bác nhé. Đấy, nó để thể hiện luôn là 20W một kênh. Thoải mái, đã bác đánh mọi dòng loa, công suất tiêu thụ là 200W. Đấy, các ngõ tín hiệu 4 ôm và 8 ôm này. 4 ôm, 8 ôm này, dắt mạ vàng, đẹp mỹ mãn luôn. Sau này thì nó mà là mặt phay inox các bác nhé, rất là đẹp luôn, cao cấp. Đấy, các bác nhìn size của nó to và nó sở hữu cho mình là 4 cục biến áp đây. Đấy, 4 cục biến áp nhé các bác nhé. Đấy, dòng này xe của Made in Canada, đẹp mỹ mãn luôn. Đấy, con này nó mới nó gần 300 triệu các bác nhé. Đấy, nếu mà mới là gần 300 triệu. Đó. Ở đây thì nó sử dụng 3 bóng quả tiệp khắc và bóng thúc quả Mỹ và bóng 6C33 thì đặc trưng nó là bóng quả Nga rồi. Đấy, bóng này thì nó là bóng quả quân đội. Đấy, riêng dòng 6C33 này thì nó chuyên sản xuất mục đích là phục vụ cho quân đội. Nên nó rất bền bỉ mà rất khỏe mà hay, nghe rất là đã luôn. Đấy, em đang đánh đôi bên này là đôi JBL bát 30 mà đánh nòi phèo ra luôn đây. Nói thật là riêng các bác đã nghe con này thì em đảm bảo không bao giờ bác muốn nghe con âm ly nào khác. Đấy. Và hôm nay em tuyến để cho các bác với mức giá một con tenor của Canada. Đấy, một thương hiệu nổi tiếng về chuyên sản xuất về đồ âm ly đèn của Canada. Đấy, mà nó chuyên là những dòng âm ly đèn cao cấp các bác nhé. Đấy, chuyên về âm ly đèn cao cấp. Các bác có thể lên mạng các bác search. Đấy, nó chuyên sản xuất về đồ âm ly đèn cao cấp. Và với con âm ly đèn này hôm nay em tuyến để cho các bác với mức giá là 39.500.000 đồng. 39.500.000 đồng nhé. Đó, 39.500.000 đồng cho một con tenor đẹp mỹ mãn luôn. Hàng Canada, đẹp mỹ mãn luôn. Riêng con này là không có một điểm trừ nào. Đấy, bao zin tuyệt đối luôn. Đấy, toàn bóng thúc quả Mỹ này và bóng tiệp khắc này và Nga này. Đó, chơi rất là chất lượng luôn, nghe quá tuyệt vời luôn. Đấy, quá tuyệt vời luôn các bác nhé. Con này thì nó chạy bóng 6SN7 và bóng 12AX7. Đấy, bóng 6C33 đây, bóng quân đội đây, đẹp mỹ mãn này. Đấy, với mức giá chỉ có 39.500.000 đồng. Đó, một con hàng khủng. Đấy, giá mới của nó trên 300 triệu. Mà hàng bãi mà em để cho các bác với mức giá cực kỳ bèo bọt luôn. Đấy, để cho các bác chơi nhé. Và tiếp theo em tiến giới thiệu cho các bác đến một con Paul của Yamaha, một trong những con Paul hàng khủng của Yamaha các bác nhé. Đó, con này thì nó ưu điểm là nó đánh 4 kênh. Đấy, nó đánh 4 kênh A, B, C, D. Đấy, một con Paul để cho các bác chơi karaoke hay nghe nhạc đều rất hay luôn. Đấy, dòng Yamaha đó là 4220. Đấy, con này thì được đánh là mỗi một kênh, mỗi một vế trên là 16 sò và vế dưới 16 sò, tổng là 32 sò các bác nhé. Thoải mái cho các bác đánh loa, nếu mà loa bốt thì các bác có thể chơi cho em 8 đôi. Đấy, loa bốt các bác chơi cho em 8 đôi, còn loa bát 30 các bác chơi cho em 4 đôi. Đấy, chơi 4 đôi. Thoải mái cho các bác chơi nhé. Con này thì đánh thì đấy thì nó có thiết kế từng volume trực tiếp từng kênh một nhé các bác nhé. Đấy, từng kênh một. Hoặc là các bác đánh có thể đánh chậm lại. Đấy, các bác đánh chậm lại thì các bác đánh ở kênh dưới này các bác có thể chơi súp. Còn ở đây là các bác đánh cho em 2 đôi JBL. Đấy, quá tuyệt vời luôn. Một con Pau cực kỳ hiếm có của Yamaha luôn các bác nhé. Đấy, một con Pau cực kỳ hiếm có luôn. Tình trạng máy thì như mới tinh luôn. Đấy, 32 sò.
32 sò luôn các bác nhé, các bác nhìn nhé, toàn bộ hàng khủng. Con này thì một người bê thì là hơi cố, nó nặng dã man luôn. Đấy, đẹp mỹ mãn luôn. Tiếng con này đẹp không điểm trừ luôn. Đấy, từ trong đến ngoài đẹp không một tí vết nào luôn, quá đẹp quá mới. Đó. Và đây 440W 8 ohm. Đấy, 440W 8 ohm. Thoải mái cho các bác đánh mọi dòng loa các bác nhé. Đấy, một kênh. Một kênh của nó là 440W 8 ohm. Đó. Các bác nhìn nhé, hàng khủng thì nó là chuyên trị đồ khủng rồi. Đấy, các bác chơi, có thể các bác chơi hai kênh, các bác chơi hai đôi loa. Còn hai kênh thì các bác đánh súp cho em, rất là hay và rất là tiện. Đấy. Các bác nhìn chơi những con này thì nó là đỉnh của đỉnh rồi. Và con này giá thị trường nó bán rất là cao, đâu đó là cũng phải trên 9 triệu. Và hôm nay em tiến để cho các bác với mức giá là chỉ có 6 triệu 800 nghìn đồng luôn các bác nhé. Em xả giá cho các bác với mức giá là 6 triệu 800 nghìn đồng. Một con Pau của Yamaha đẹp mỹ mãn luôn. Các bác cứ tham khảo trên thị trường để các bác alo cho em. Đó, với mức giá này em tiến để cho các bác chỉ có 6 triệu 800 nghìn đồng. Một con Pau đẹp mỹ mãn luôn này, không một tí vết nào luôn. Đấy. Mà thị trường nó đang bán trên 9 triệu. Em để cho các bác với mức giá chỉ có 6 triệu 800 nghìn đồng. Và mọi chi tiết mua hàng thì các bác có thể liên hệ cho em Tuyến theo số điện thoại của em là 0917838969 các bác nhé. Địa chỉ của em ở Hải Xuân, Hải Hậu, Nam Định. Và tất cả các sản phẩm các bác nào có nhu cầu mua bên em thì đối với những sản phẩm dưới chục triệu thì các bác vui lòng cọc trước cho em là 500 nghìn đồng. Và riêng đối với con Amnidia thì các bác cọc tối thiểu cho em 10% giá trị sản phẩm nhé. Đấy, bên em chỉ yêu cầu các bác chỉ cọc tối thiểu 10% giá trị sản phẩm để em gửi hàng cho các bác. Và toàn bộ giá em Tiến vừa báo trên không bao gồm phí vận chuyển. Các bác nào có nhu cầu alo luôn cho em Tiến để em tư vấn. Đấy, toàn bộ là em không bao ship. Đấy, các bác nào có nhu cầu alo luôn cho em để em tư vấn. Và em Tiến cũng xin phép được dừng video tại đây. Xin cảm ơn các bác đã luôn quan tâm ủng hộ em Tiến. Em Tiến xin kính chào các bác.